chị thấy nó căng với miệng lắm em, bóng ra là luôn á, trong lòng thì sai kích lại luôn á. Ok, ai mà kiểu như lâu lâu mới gặp chị nha, ngạc nhiên dễ sợ luôn. Dạ dạ, sao mình thay đổi nhanh vậy trời. Chị thấy nó càng ngày càng căng mà nó đẹp ra, trẻ ra đó em, chị rất là thích. Thấy là cái da mình nó căng. Dạ. Căng rõ rệt nha. Dạ. Da mình thì cái lỗ chân lông của nó đó nó hẹp lại, nó nhỏ lại đó. Dạ. Nên mình cảm thấy da mình nó mịn màng hơn. Ừ. Nói chung là da mình thấy sáng, bóng, tươi trẻ. Dạ. Mình mới đầu thì mình cũng sợ, rất là sợ đau. Dạ. Và làm đẹp cũng nặng sợ đau hết. Nhưng mà khi làm xong thì mình thấy mình yên tâm, thấy không có đau. Dạ. Cảm giác nó không có sợ.